Breckenridge là một thị trấn nhỏ rất là dễ thương. Vào mùa đông, những ngọn núi xung quanh được bao phủ trắng xóa bởi tuyết. Sau khi chơi mệt thì mình có dẫn bé Lem đi ăn. Thì cái chỗ này tên là Mini Churros. Bánh Churros là một loại bánh đặc trưng của người Mỹ. Ở đây mỗi lần order thì họ sẽ chiên bánh nóng hổi cho mình và sau đó là thêm filling. Mình chọn một cái là nhân Nutella và một cái là nhân coffee. Bánh ở đây nóng hổi và giòn rụm, mình cho 10 trên 10 điểm. Ở đó thì tụi mình sẽ chạy xe lên cao một chút xíu để xem được cái view nhìn xuống dưới cái mặt hồ. Buổi chiều thì mình sẽ chạy xe lại về thành phố Denver. Tụi mình tối nay sẽ chọn ăn một quán phở khác, đó là phở 99. Từ hồi qua Mỹ đến bây giờ mình chưa từng ăn cái chỗ nào mà cái tô phở nó vừa rẻ mà nó vừa to như ở đây. Một cái tô em bé nó đã to bằng một tô phở bình thường rồi. Topping thì rất là nhiều thịt luôn, một phần ở đây chỉ khoảng từ 13 đến 14 đồng. Tiệm này cũng có hơn 1.000 review luôn á. Hết 1 phút rồi, hẹn gặp lại mọi người.